Đây là món đậu hũ chiên nhồi nhồi thịt rồi ăn với sốt cà chua. Rửa đậu và để cho ráo ráo nước. Bây giờ mình cắt đậu ra thành từng cái miếng rồi mình đi chiên. Mình không có cắt dày lắm. Dày thì chiên cũng không ngon, mà mỏng quá thì nó cũng rồi. Đậu nấm thì mình bỏ đậu vào. Đầu tiên trong thời gian đi chiên đậu, bây giờ mình đi ướp thịt. Đây là 100 g thịt nạc xay. Mình mua về và bỏ vào đây 1/3 thìa cà phê hạt nêm, 1/4 thìa cà phê bột ngọt và một ít hành tím băm nhỏ. Mình thêm vào đây 1/4 thìa cà phê tiêu. Sau đó trộn đều lên. Cà chua xắt ra một vài lát để dành tí sắp dĩa, còn lại đem bằm ra hoặc xay ra. Đậu mình chiên vàng hết hai mặt nha các bạn. Đậu đã vàng rồi nè. Đậu còn đang rất nóng các bạn. Mình ở chỗ này mình sẽ lên đây 1/1 và ở này mình lên 1/1, cái rồi mình cắt ngang, không có cắt chéo như này nha các bạn, mà cắt lên khoảng 1/1. Cũng cắt chéo nhưng mà đó, mình lên bên này 1/1. Bên này 1/1 rồi mình mới cắt. Để đây cho cái góc nhọn này để tí nó thành hình tam giác. Rồi mình cắt và mình để cho nó nguội nước. Các bạn thích thì có thể bỏ vào trong nhân thịt nạc này nấm mèo hay là hành lá hay là miếng hay là gì đó, các bạn thích cái gì thì bỏ cái nấy. Còn nhà mình thì các cháu nó chỉ thích thịt nạc xay thế này thôi nên mình chỉ bỏ thịt nạc xay thôi các bạn. Cho nó nhanh nguội. Nguội để mình cầm được thôi chứ không cần nguội lắm đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái thìa. Dùng cái thìa cà phê nhỏ hơn cái thìa hồi nãy mình sáng ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 cái sáng ra 12 cái viên này. 2 3 còn lại một cái dưới cùng này mình làm thành 2 viên vậy là đủ rồi các bạn. Đủ rồi. Trước khi làm mình rửa tay sạch sẽ rồi các bạn. Đó, mình nhét vào trong. Còn một miếng này các bạn. Hồi nãy mình thấy mỏng ra rồi mình ghép hai miếng làm một á. Do hai miếng kia nó dày quá nên thành mình mới lấy bớt ra. Cũng được một thành một miếng này. Rồi. Cái chảo hồi nãy mà mình chiên đậu á, bây giờ mình sẽ chắc hết dầu ra. Chừa lại trong chảo một ít dầu. Xếp đậu cái mặt mà mình nhét thịt vào á, xếp xuống dưới. Bật lửa lên. Sau đó thì đậy vung và để cho lửa thật là nhỏ để mình rán đậu cho nó chín phần thịt.
áp chảo lửa thật nhỏ thôi để cho nó cái phần thịt nó đậy vung lại cho phần thịt nó hầm hơi nó chín. Phi thơm dầu hành, tắt bếp thì bỏ vào đây cái nước cà chua hồi nãy mình xay á các bạn. Cái phần cà chua hồi nãy mình đem xay lên này. Nếu các bạn không xay thì các bạn bầm ra. Bỏ vào đây 2 muỗng ngang canh tương cà. 1 phần 2 muỗng ngang canh nước mắm. Một xíu bột ngọt. 1 phần 4 thìa cà phê hạt nêm. 1 phần 4 thìa cà phê đường. Nếu các bạn thích ăn chua hơn thì có thể bỏ vào đây một xíu giấm, nhưng mà trong tương cà thì có vị chua rồi các bạn. Vừa ăn được các bạn. Quay lại kiểm tra cái chảo đậu, thấy thịt đã chín khoảng 70%, mình mới đậy vung lại và tắt bếp để ủ. Sau khi ủ đậu 5 phút thì mình mở vung ra và kiểm tra xem thử thịt ở trong này chín chưa các bạn. Thịt gần như là chín hết rồi các bạn. Mình sẽ bật lửa tiếp và đậy vung. Bật lửa nhỏ thôi, đậy vung trong vòng 5 phút nữa các bạn. Mình làm tiếp một lần nữa là hai lần tất cả. Mặc dù mình thấy thịt chín rồi nhưng mình vẫn làm để cho nó chắc chắn rồi á. Mình lại tắt bếp và ủ tiếp 5 phút nữa. Rồi, sau 3 phút lần 2 thì ăn lấy ra. Đây các bạn, đậu chín, thịt chín rồi này. Rồi. Mình xếp đậu ra xung quanh, còn cà chua mình bỏ chính giữa. Và mình rưới nước sốt lên. Rưới vào giữa nha các bạn. Đó, tí nữa mà khi ăn mà thích ăn nước sốt nhiều thì mình chấm nhiều, mà thích ít thì mình chấm ít. Mình cắn thử một miếng đậu, vỏ của nó giòn dai nhưng của nó thì béo thơm đậm đà, ăn rất là ngon các bạn. Sau thời gian vào bếp, Lan Anh đã hoàn thành cái món mà đậu hũ chiên nhồi thịt ăn với sốt cà chua. Nếu các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.